Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp máy điều hòa Panasonic model CUC9LKH68. Thì khi quá trình mình lắp đặt đây thì chúng ta hãy nên bảo trì bảo dưỡng sạch sẽ trước khi lắp. Và chúng ta cái này máy cũ thì chúng ta lắp phải cẩn thận hơn so với máy mới, vì máy mới thì nó rất là dễ lắp, còn máy cũ là nhiều cái phức tạp, chúng ta phải cẩn thận từng tí một để tránh trả và xảy ra sự cố. Giờ mọi người hãy nhớ like và comment phía dưới. Nếu mọi người có câu hỏi gì thì comment phía dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất trong khoảng 24 tiếng. Nếu mọi người thấy cảm thấy video này hay thì mọi người hãy chia sẻ cho mọi người biết đi. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ mình sẽ tiến hành bảo trì bảo dưỡng. Mình đã tháo hết ra mọi người, máy rất là bẩn nên khu vực rất là bẩn, có những cái quạt, có những nhà nó sẽ bị bám bẩn đầy quạt, nhà này không bị chỉ bám ở ngoài nên chúng ta cần vệ sinh để sạch sẽ trước khi lắp đặt. Cái dao này nó đang bị mục, đang mọt nên là không được trắng như này mà chỉ xịt được cái bẩn. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái giá mặt lạnh như mọi người. Lắp giá mặt lạnh. Như vậy mình đã hoàn thiện xong cái giá mặt lạnh. Mọi người nhớ là lắp giá mặt lạnh phải cân nhé, nếu như không cân là sẽ bị cháy nước vào nhà. Mọi người hãy nhớ là khi lắp ống là chúng ta phải quấn băng quấn mới cho nó sạch sẽ, gọn gàng nha mọi người, để chúng ta làm dễ dàng hơn và sẽ bọc được cái giữ nhiệt cho khách hàng. Hôm nay bây giờ mình sẽ tiến hành lắp chụp nóng. Mình sẽ dùng loại máy cáp treo, sẽ đảm bảo không bao giờ nguy hiểm, rất chuyên nghiệp luôn mọi người. Như vậy mình đã lắp hoàn chỉnh, máy có thể hoạt động được, cùng nóng gọn gàng, không phải vất vả như lắp kiểu thủ công ngày xưa. Đây là một cách chuyên nghiệp nhất, an toàn nhất. Như vậy đĩa đài trọng tài đã lắp hoàn chỉnh, máy hoạt động êm ru. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc Tài, ấn nút đăng ký màu đỏ ở góc bên phải dưới cùng dưới video này. Mọi người hãy đăng ký ủng hộ Lộc Tài để Lộc Tài sẽ ra nhiều video khác. Xin cảm ơn mọi người.